Tiếp theo, chúng ta sẽ học đến số 7 nha. Số 7, để xem số 7 viết thế nào nhé. À, số 7 dễ ơi là dễ. Bé nhìn có giống cái lưỡi liềm không nào? Số 7 có một nét nha. Đầu tiên là nét ngang ngắn, đưa từ trái qua phải, rồi từ từ kéo xuống một nét hơi xiên. Nét xiên dài hơn nét ngang một chút. Thứ 6 rồi đến thứ 7. Cô thưởng bé vì bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Bảy cục pin. Bảy cục pin. Sao những con bọ này có nhiều chấm tròn trên lưng quá vậy bé? Chúng ta vừa được học xong số 7. Bé hãy nhìn xem trên lưng các con bọ này có đủ 7 chấm tròn không nha. Nếu thiếu, bé hãy thêm vào cho đủ ha. Con bọ hình thứ nhất không cần thêm chấm tròn nữa vì đã đủ 7 chấm tròn rồi ha. Con bọ hình thứ hai chỉ có 1-2 chấm tròn thôi. Vậy là phải thêm 3-4-5-6-7 chấm tròn nữa. Con bọ hình thứ ba có 4 chấm tròn, thêm 5-6-7 chấm tròn nữa là đủ rồi. Con bọ hình thứ tư sao mà chỉ có 1 chấm tròn à? Phải thêm nhiều chấm lắm đây. 2-3-4-5-6-7 chấm tròn. Con bọ hình thứ năm có đến 5 chấm tròn, thêm 6-7 chấm tròn nữa là đủ rồi. Con bọ hình thứ sáu có 1-2-3-4-5-6 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn nữa là đủ 7 chấm tròn xinh trên lưng rồi ha các bé. Tiếp tục bài tập dạng này nữa nha. Làm nhanh nhanh lên hen, để chúng ta cùng học số tiếp theo nữa chứ. Còn rất nhiều số hay lắm đó. Con bọ hình thứ nhất sao mà chỉ có 1 chấm tròn thôi? Phải thêm nhiều chấm lắm đấy. 2-3-4-5-6-7 chấm tròn. Con bọ hình thứ hai có đến 3 chấm tròn. Vậy là phải thêm 4-5-6-7 chấm tròn nữa. Con bọ hình thứ ba có 1-2-3-4-5-6 chấm tròn lận đó. Thêm 1 chấm tròn nữa là đủ 7 chấm tròn rồi. Quá dễ hen bé. Con bọ hình thứ tư chỉ có 2 chấm tròn thôi. Thêm 3-4-5-6-7 chấm tròn. Con bọ hình thứ năm có đến 5 chấm tròn. Thêm 6-7 chấm tròn nữa là đủ rồi. Con bọ hình thứ sáu chỉ có 4 chấm tròn. Thêm 5-6-7 chấm tròn xinh xắn trên lưng chú bọ nữa nha. Học được 7 số rồi, bé hãy áp dụng vào để làm bài tập nho nhỏ này nha. Hình bên dưới có số lượng là bao nhiêu vậy? Một quả địa cầu. Một. Hai. Hai ngôi sao. Một, hai, ba, bốn. Bốn quả bóng. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm cái bánh. Một, hai, ba. Ba cây nấm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu chìa khóa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
5 6 7 7 bút chì. Đứng sau số 7 là số 8. Số 8. Bé nhìn thử xem, số 8 giống cái gì nào? Giống cái hồ lô của con bé.